OK, xin chào các bạn. Tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Tradecoin Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái kênh của mình từ bữa giờ. Thì các bạn hãy cố gắng bấm like giúp mình và bấm subscribe giúp mình để mình lên bạc nhé. Trong cái video này thì Thiện sẽ cập nhật tình hình tuần vừa rồi, một số thông tin tiêu điểm hay mà có thể bạn chưa biết. Sau đây chúng ta sẽ nhìn nhận về giá thị trường của tuần vừa rồi và đánh giá các tuần tiếp theo và dự đoán về tương lai như thế nào, và có thể cho các bạn một số lời khuyên để các bạn thể an toàn về tài khoản của bạn hơn. Rồi OK, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ thông tin đầu tiên ha, mà có thể bạn chưa biết. Thông tin đầu tiên đó là tuần vừa qua, quỹ đầu tư về khu vực Mỹ Latin của tập đoàn là SoftBank. Đây là một tập đoàn nằm trong top 27 trong top các công ty hàng đầu thế giới, đã rót vốn khoảng tầm 200 triệu đô cho một cái sàn crypto lớn nhất Brazil, thì tên là Mercado Bitcoin. Đây là một cái thông tin khá là hay nhé. Thì các bạn sẽ để ý rằng là những cái ngân hàng hay là những cái tập đoàn lớn mà người ta bỏ tiền ra đầu tư cho các cái lĩnh vực liên quan đến crypto, có nghĩa là đánh dấu rằng là người ta đã xem crypto, xem thị trường blockchain nó là một cái thị trường mới, một cái thị trường non trẻ mà xứng đáng để đầu tư. OK không? Và cái thông tin tiếp theo thì nó cũng khá dính dáng với thông tin đầu tiên, đó chính là đây là một cái danh sách các ngân hàng lớn của thế giới đang cung cấp dịch vụ crypto cho khách hàng. Chúng ta có thể nhìn thấy là ví dụ như là JP Morgan này, Goldman Sachs này, hay là Citigroup, HSBC. Đó, thì những thông tin này chúng ta sẽ nhìn nhận được một cái thế giới đang mở rộng ra, và rất là nhiều tập đoàn người ta đang dồn tiền về crypto và hứa hẹn tương lai nó rất là OK nhá. Một cái thông tin nữa khá là hay nữa là một cái gã khổng lồ thanh toán có trụ sở tại Hoa Kỳ, mình đọc tiếng tiếng Việt nhá, tên viết tắt tiếng Việt nó là NCR, và một cái công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, tên tiếng Việt của nó là NIDIG, cái này khá là dài, mình tiếng Anh hơi kém ha, các bạn thông cảm. Đã hợp tác để cho phép khoảng 24 triệu khách hàng của 650 ngân hàng ở Hoa Kỳ mua và bán Bitcoin thông qua các dịch vụ ứng dụng di động do cung cấp do nhà cung cấp là dịch vụ thanh toán cung cấp này, sử dụng dịch vụ lưu ký của cái công ty NIDIG đó ha. Các bạn thông cảm cái vụ tiếng Anh nhé. Rồi OK. Tiếp theo thì một cái thông tin nữa cũng rất là tốt cho các bạn, nếu các bạn yêu Bitcoin thì có vẻ như Bitcoin vẫn chưa chạm cái đỉnh sóng theo một cái phân tích của on-chain, thì cho thấy là uptrend nó mới chỉ đi được khoảng 1/2. Tuy nhiên thì dữ liệu on-chain ở nhiều góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ có nhiều cái dự báo khác nhau, nên các bạn hãy cẩn thận với những quyết định đầu tư nhé. Thì các bạn sẽ nhìn lên màn hình thì thấy được là đây là cái dữ liệu on-chain, thì mỗi một điểm đỏ thì nó sẽ thể hiện cho một cái thời điểm mà đã đỉnh của cái thị trường mà nó sẽ lao dốc xuống. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái đoạn chấm vàng và chưa lên chấm đỏ, thì đang dự kiến nó chỉ đi được mới 1/2 thôi. Đây là cũng là một thông tin tốt, thì phân tích theo kiểu on trend thì sắp tới Thiện cũng sẽ cố gắng sẽ làm phân tích theo kiểu on trend để cho anh em dễ hiểu hơn, có thể là trong tầm tháng tới mình sẽ cố gắng mình làm theo hướng như vậy. OK nhá. Thông tin thứ năm, thông tin thứ tư mà các bạn có thể chưa biết, đây chính là thủ tướng quốc gia chúng ta là người Việt Nam nhé, thì ra một cái quyết định là 942 mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về cái chiến lược phát triển, thì ra là cho phép là nghiên cứu xây dựng thí điểm tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain. Đây thì khi mà quốc gia chúng ta là Việt quốc gia Việt Nam chúng ta ra cái thông báo này thì nó mở rộng cho anh em ở thị trường Việt Nam chúng ta một cơ hội mở, có nghĩa là sẽ khuyến khích đầu tư, khuyến khích về phát triển công nghệ nhiều hơn nha. Nhưng tất nhiên là khuyến khích đầu tư thì nó hơi chưa chưa đến mức đấy. OK. Rồi một thông tin cuối cùng mà có thể bạn chưa biết và đang rất là hot là mưa làm gió chính là ADA. Thì cái bản cập nhật của ADA tên là Alonzo thì sẽ chính thức chạy Mainnet vào cuối tháng 9 2021, và sẽ cung cấp cái bản smart contract chính thức cho ADA để bắt đầu tích hợp và xây dựng các cái DApp ở trên nền tảng platform của ADA. Thì bên cạnh đấy thì ADA thì cũng vừa được list vào cái danh sách đầu tư của quỹ Grayscale mà hôm trước mình mới làm video, thì hôm bữa là đầu tư 13 đồng ha, bây giờ thêm đồng ADA là 14 đồng. Thì đồng ADA cũng được cái quỹ này vừa mua một mớ luôn, thì vì người ta đánh giá là ADA sắp tới khá là ngon, hot trend. Đấy. Và bước qua quý 3 thì ADA đánh dấu một cái bước tiến vượt trội về cái xác nhận là về staking trong cái mạng lưới tăng kỷ lục lên hơn tới 70% lượng cung, và được là khoảng tầm giá trị khoảng 30 tỷ. Các bạn hiểu đơn giản là staking và farming khác nhau. Staking có nghĩa là người ta bỏ cái ADA hoặc là bỏ Bitcoin hay bỏ Ethereum vào một cái nơi nào đấy, staking lại, khóa lại và để nhận lãi. Thì ADA hiện tại đang là đứng top 1 về cái việc là được staking này. Thì sau cái quả về cái quỹ Grayscale đầu tư vào thì khả năng nó sẽ hút một số tiền lớn vào, mọi người họ sẽ hùa theo, người ta mua và staking.
Hiện tại thì các cái top lần lượt đứng sau ADA đó là Ethereum, Solana, Dot và Algo. Đấy. Đây là những cái thông tin mà trong tuần vừa rồi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, và chúng ta cũng nhìn thấy có sự khởi sắc ở đây, nhưng mà giá Bitcoin thì không đẹp cho lắm. Giá Bitcoin vẫn đang đi loanh quanh ở vùng 34-35. Và hiện tại thì hôm nay là ngày chủ nhật là mình đang làm video này, thì ngày mai là ngày đầu tuần và khả năng nó sẽ có khá là biến chuyển tuần mới. Thì thường là đầu tuần thì nó sẽ có hai kiểu, một là xanh lè xanh lét đúng không ạ, hai thì nó sẽ đỏ. Nhưng mình nghĩ sang tuần tới thì khả năng đỏ nó sẽ cao hơn, cho nên anh em cũng phải cẩn thận. Vì nhìn chart của Bitcoin thì mình nhìn nhận được rằng là cái sự sideway và lưỡng lự này nó tạo một cái điểm gọi là điểm chờ đợi, cái điểm thu hàng hoặc là cái điểm mà dụ hàng cho những cái cá nhỏ và cũng như cá lớn. Thì cái thường theo kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nhé, mình tham gia khá thị trường này khá là lâu, thì khi mà nó sideway dạng này thì để mà nó tiếp tục bay lên cao thì thường sẽ có một cú đâm giật râu, ít nhất là cũng phải bay khoảng tầm 10 đến 15% trước khi nó bay lên. Cho nên là các anh em phải cẩn thận ha. Thì hiện tại thì từ hôm bắt đầu tụt xuống khá là sâu về vùng 29-30 ngàn, ở trên màn hình các bạn thấy nhá. Thì cho đến tận bây giờ thì cũng khá là nhiều ngày rồi. Và cái việc đi lưỡng lự này thì mình nghĩ nó sẽ kéo dài có thể tận khoảng tầm giữa tháng 7, hiện tại mùng 4 tháng 7 rồi. Tầm giữa tháng 7 là bắt đầu nó sẽ có sự khởi sắc trở lại. Để tháng 8, tháng 9, tháng 10 nó sẽ bắt đầu khởi sắc bay lên. Thì anh em hãy cẩn thận, vì trước khi bay thì mình nghĩ khả năng nó sẽ giật một cây khá là sâu, để cho những cái người nào mà đã ôm hàng cái vùng giá sideway này sẽ bị lỗ hoặc cháy, hoặc là những người đánh margin long lên sẽ bị cháy. Đấy. Hoặc cũng có thể là nếu như trong trường hợp mà số lượng người short được quá nhiều thì nó sẽ bay lên luôn, khỏi phải giật. Thì tùy theo cái số lượng mà con bot người ta đo được ở trên tỷ lệ long short của các sàn thì người ta sẽ quyết định là người ta sẽ bay lên hoặc bay xuống. Thì các bạn cũng nên để ý các cái tỷ lệ long short đấy nhá. Rồi. Thì đây là dự đoán của mình trong ngày tuần tới luôn nhá. Thì là tuần tới thì mình nghĩ là khả năng nó sẽ lại là đi về cái vùng khoảng 32 đến 30. Sau đấy thì nó mới giật lên được. Đó là dự đoán cá nhân của mình thôi. Còn về tương lai xa hơn vài tuần tới thì mình vẫn giữ quan điểm cũ, có thể nó sẽ lên 40-47 và sau đó cao hơn là trên 50. Thì đây là cái góc nhìn cá nhân của mình đi theo hướng nãy giờ phân tích ha. Dự đoán về tầm xa hơn nữa thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhìn được một cái mùa uptrend khá là đẹp. Hiện tại thì tất cả các cái đồng coin liên quan top mà ví dụ các bạn biết thì Ethereum hay BCH hay là các cái đồng lớn như là LTC, Dot này kia thì đều đang ở cái giá rất thấp. Một số con coin sàn, một số con coin cũ thì cũng đang nằm ở cái giá rất là sâu. Ví dụ như một số con coin sàn DEX thì đang nằm ở cái giá cực kỳ thấp. Thì với cái vùng giá này thì mình nghĩ rằng là theo một cái thuật âm mưu thì mình nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm mà người ta đang gom một số lượng lớn để trước khi có một cú băm lịch sử, nghĩa là sẽ bay một cú lịch sử trong cuối năm nay hoặc là đầu năm tới. Cho nên đây sẽ là thời điểm gom hàng khá là nhiều. Tất nhiên là trước khi nó bay một cú bay lịch sử đấy thì khả năng nó sẽ x2 hoặc x3 gì đấy, thì mình nghĩ các bạn sẽ chốt hết. Khi các bạn chốt hết rồi, nhẹ hết thuyền rồi thì nó sẽ bay cao hơn. Thì hy vọng rằng là với góc nhìn nhận này của mình thì hy vọng anh em sẽ hold được hàng lâu hơn. Chúng ta sẽ không bán vội khi tăng 30% hay 50% ha. Rồi, đây là một cái góc nhìn cá nhân của mình thôi. Một lời khuyên đơn giản thôi. Còn nếu anh em nào vẫn thích đánh theo cách cũ thì cứ chơi thôi, không vấn đề gì cả nhá. Trong tuần này thì vì nó sideway cho nên là các cái đồng coin top nó cũng tăng nhẹ nhàng thôi, không tăng quá mạnh. Thì khi mà Bitcoin hồi phục nhẹ thì các cái đồng như Ethereum hay là BCH hay là Solana thì tất cả mọi thứ đều bay khá là nhẹ nhàng. Ngay cả BNB thì cũng chỉ nhích khoảng 5%, 7%. Đấy, thì nó thể hiện cho một cái việc là sự gom hàng lưỡng lự, một cái sự sợ hãi, một cái hiện tại tâm lý của tất cả anh em đều là không biết nó là sẽ như thế nào. Một số người thì đang đợi nó xuống, có một số người thì đợi nó lên. Nhưng mà tùy thuộc vào anh em đã vào hàng hay chưa. Nếu chưa vào hàng thì tất nhiên là thời điểm này là thời điểm khá nôn nóng, vì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bay luôn. Cho nên là những anh em mà chưa vào hàng thì tất nhiên chúng ta hãy cân nhắc cái việc là khi giá xuống thấp một tí chúng ta sẽ vào hàng bớt một phần, có thể là vào 20%, 30% trước, hoặc nếu giật sâu hơn thì vào thêm. Vì cái vùng chữ đáy thì nó khó để nói lắm, vì mình kinh nghiệm mình chơi thì cái chữ đáy thì thời điểm có đôi lúc nó đáy nó chỉ nằm khoảng tầm được 30 phút hoặc là 15 phút nó sẽ lên ngay. Đấy ha. Rồi, trong tuần tới đây thì quan điểm của mình thì khi mà thường sideway và giật như thế này thì nếu như anh em mà có vốn trade, nghĩa là vốn trade nhá, trade chứ không phải hold ha, thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái cú giật xuống sâu và bắt
ngay những cái con coin top, ví dụ như các bạn có thể bắt là Ethereum hoặc là bắt BCH, thì nó giật xuống một cái thì các bạn sẽ tìm ở những cái vùng giá đỡ trên Fibo hoặc là trên Polygon bật lên, chúng ta sẽ bắt rồi đợi nó hồi và ăn khoảng tầm 5-7% thì chạy. Thì là cách của mình vẫn thường chơi khi mà cái thị trường tuột dốc, nhưng mà sideways ha, sideways tuột dốc nó giật xuống nó sẽ hồi lại ngay thôi. Thì thuộc dạng này thì các bạn nên chơi theo hướng đấy sẽ an toàn hơn. Đó là trade nhé. Còn hold tất nhiên là chúng ta đã vào hàng rồi thì kiên nhẫn chờ đợi, còn chưa vào hàng thì chúng ta phải tìm kiếm cái điểm vào hàng đẹp nhất. Thì trong tuần tới đây thì các bạn, mình vẫn khuyên các bạn là sẽ tập trung vào chơi coin top và chơi Bitcoin. Khoan hay đánh những đồng coin cỏ, coin nhỏ, vì tụi nó sẽ được bơm sau, và đa phần thì cứ khoảng tầm 5-70 con thì một con băm thôi, thì nó hơi ít, cho nên các bạn đừng có săn kèo kiểu may rủi đấy, nó sẽ khó ăn hơn so với việc chúng ta đánh coin top ha. Rồi, trong tuần này sẽ là một cái tuần của chờ đợi, cho nên anh em hãy cứ kiên nhẫn, và mình nghĩ đây là sẽ là cái tuần gần như là sát cuối cùng của cái đợt sideway rồi, trước khi chúng ta sẽ có một kết quả rõ ràng nó sẽ đâm xuống sâu bao nhiêu và sẽ bay lên bao nhiêu. Rồi ok, mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trade Coin Việt Nam, cảm ơn các bạn đã dành thời gian yêu quý cũng như là theo dõi video của mình. Nhớ dành thời gian để chúng ta có thể ngày mai, ngày mốt chúng ta tập trung live stream để tâm sự với nhau nhiều hơn nhé. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian, nhớ bấm like và subscribe giúp mình.